Vậy đức đi là gì vậy chú? Ở lớp học, con có bao giờ cho bạn mượn đồ chơi chưa? Chết rồi. Lúc con cho mượn, con có nghĩ bạn đó trả lại cho con không? Dạ có. Thì đức tin nó cũng giống như vậy đấy. Em có quan hệ gì với nạn nhân vậy? Dạ, chị Hạnh là chị dâu của em. Dạ, con muốn gặp sơ phụ trách ở đây. Anh cần tìm sơ phụ trách có việc gì không? Con muốn gửi thằng cháu. Anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm. Vì nếu có, sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. Nào là tụi mày tin vào cái cuộc sống vĩnh cửu. Sao cái thời buổi nào mà mày còn mê tín dữ vậy? Sao nói với mày im vậy? Mày nói gì với nó đi. Sự tồn tại của đức tin, nó thật là mơ hồ. Mày lại giống ngó nữa rồi. Nghĩ đến thời gian rất ngắn ngủi của đau khổ mà đem so sánh với sự vĩnh cửu thì nó là một khoảnh khắc ngắn không là gì hết.